bộ sưu tập để chăm sóc những chiếc ví tiền. Hai em ấn, con này con mái này, con này con trống, một tổ luôn. Con này là lại vàng ưng. Ra bên này là con diều lửa. Tính sơ sơ chắc là mỗi ngày nó cũng phải ăn hết tầm 1 cân thịt đấy anh ạ. Riêng con là vàng ưng kia nó hết hai con chim cút rồi. Hai con chim cút thì nó rơi vào tầm 500g. Đó, còn ba thanh niên nữa, thêm hai con mà. Thì mình nghĩ là nó phải rơi vào tầm 1 cân thịt thật đấy anh em ạ, mỗi ngày. Ôi kìa, ô này này này, khiếp thật, chưa bao giờ nó có nhiều sẻ như này anh em ạ. Và không phải là vào, có như cứ như hôm nào luôn anh, hôm nào cũng như hôm nào con sẻ nó cứ về ăn thóc, cũng như là vào kiếm ăn ở mấy cái chuồng bồ câu của mình như này, chuồng bồ câu, chuồng gà và chuồng cô gái, nó về nó ăn, nó kéo quả là nó về anh em ạ, chắc phải hơn chục con đấy, chảy nhẽ răng lưới bắt hết mẻ này cũng không nên anh em ơi. Tài thật. Để cho làn sẻ này bớt hoành hoành thì hôm qua mình đã tẩu về thêm hai bé chim săn nữa anh em nhé. Đây, bây giờ mình cho anh em xem đây. Phải cho cái này vào anh em ạ. Hôm qua mình mang về là nó chạy nhảy coi như là mèo hoang chó dại luôn anh em ơi. Ô, một con rồi, ở đây này. Đây. Không biết là ấn hay spa nữa anh em ạ. Bởi vì nếu mà ấn thì nó lại kiểu hơi bé. Đây này. Ok chưa anh em ơi? Vừa ấy mang xuống được, có nghĩa là ông anh trai ở trên kia bắt xuống là được 2 hôm. Xong rồi mới alo cho mình. Được 2 hôm. Nó thành như thế này rồi anh ạ. Có nghĩa là chạy nhảy tốt rồi. Ui con rắn này, thật, còn sự con rắn. Hôm qua bắt rắn về cho con lại bằng ưng nhưng mà chưa chịu ăn anh ạ. Đây. Con này là con trống này. Còn con mái nó to hơn. Nhưng mà chính ra là chân của cái con này này to hơn chân của cái con này anh ạ. Thì nó khoảng lắm. Tầm này là thuần là hơi bị khó luôn. Tại vì nó chạy nhảy tốt rồi, còn cái kiểu bông gòn thì chăm là nó lại thuần anh ạ. Cái này gọi là phải gọi là một cái là khá là lâu lâu đây. Làm thế nào để mà chăm thuần nó đây anh ạ. Này. Đẹp chưa? Xịn chưa? Tương lai gọi là huấn luyện để cho nó săn sẻ. Chính là săn sẻ thì dòng ấn này không săn đâu. Không biết cái này là con ấn hay con spa đấy anh ạ. Bởi vì nó chỉ bằng kích thước của nó chỉ bằng cái con spa thôi. Nhưng mà nó lại có cái màu. Chẳng nhẽ ấn nó có hai dòng, một dòng là to, một dòng là bé nhỉ. Ấy à, 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 à. Này, chân này. Chân to lắm anh ạ, khỏe. Cái này phải đầu tư thêm mà mỗi thằng bộ dây chân nữa rồi. Đây, con này hơi hoảng này anh ơi. Chim rừng hay là nó hoảng. Ê. Này, kinh khủng thật. Khéo khi kiểu này nó sổng ra chả bắt được đâu anh ơi. Bay luôn đấy chứ, đùa. Còn con hay non này, chân nó to hơn anh ạ, con này chân to phết này. Đỉnh chưa? Không có dây chân kiểu này, khéo khi tí nữa là lại được làm chuyến tìm chim rồi anh ạ. Con này là con thứ hai, con này là con cả này, con cả mình nghĩ là con là con mái. Vừa nãy mình cho anh em xem, mình cứ tưởng là cái con chân bé là cái con trống, là con mái. Nhưng mà xem lại thì này, cái con chân to này, con chân to này chắc là con trống, con mái anh em ạ. Tại vì là cái chân của nó to với lại sờ vào thịt của nó to lắm. Này, còn con này thì chắc là con mái rồi. Con này bỏ ra phát là bay luôn anh nhá. Còn cái con mái thì chưa bay được. Tại vì nhìn nó còn chưa vỡ hết lông cơ mà. Nguyên một tổ luôn, hai con. Xịn chưa? À.
nuôi con chim mà lông nó có vừa tầm này là rất là khó nuôi luôn. Mấy con chim non cũng thế. Con là con bìm bìm kìa. Xong rồi con chim bách thanh, con chim xà màu, nói chung là nó vừa cái tầm này là nuôi rất là khó luôn anh em ạ. Nhưng mà nó lớn lớn hẳn đi là con đấy còn chính ra còn thuần dễ. Mình tính ra là có con bồi này. Còn là như kiểu này này. Nó kiểu vừa thuần mà chả thuần, mà không thuần thì nó lại kiểu hơi thuần thuần, nó kiểu đấy. Dây chân con ấn ạ. Dây con ấn với dây Sika như nhau anh coi. Dạ. Cái này dây bao nhiêu? Anh cho em 3 cái ạ. Mua lại rồi. Dạ. Anh cần lấy nhiêu mà? Thì cháu xin nhận ngay trước cho anh đi qua đây cầu biết mà cháu lấy đâu mà. Đồng gì lắm đấy, dần đến đâu mà chẳng có cái đường sáng nó không làm đoạn này ra thôi. Lấy cho em 50.000 tiền sâu quy thôi. Về tận đâu? À, về trường ban ạ. Không cần đá không được, nó em về nhanh luôn, về luôn. Là ok. Vừa nãy mình có chạy ra chợ để mua về thêm 3 bộ dây chân anh em ạ. Đây này, dây chân. Dây chân dành cho ấn. Chân con này hơi chân nhỏ này. Mình định mua chân con Sika nhưng mà không có chân Sika anh em ạ. Chân Sika với chân là Spa ấn là cùng một dây kiểu này. Chỉ có một size cho ấn hết thôi anh em ơi. Rời. Còn mái này mình nghĩ là khi mà nó mọc lông ra như kiểu cái con này thì nó sẽ bự hơn cái con này anh em ạ. Này, sờ vào nó toàn là thịt này, còn là con này thì lông nó xù lên nên là nhìn nó bự hơn anh nhé. Còn là một bộ dây chân đó là dành riêng cho cái con là diều lửa. Đây, dây chân của nó cũng khá là cũ rồi anh em ạ, này dây cũ của nó này, nó bị xoắn hết rồi.
Chắc là mình dùng dây vải nên là bây giờ thay dây ra nó anh ơi. Con này khi nào mà thay lông xong thì lẹp luôn. Đỏ chót, đầu thì trắng xóa, gọi là thanh niên tóc xanh tóc đỏ luôn. Còn dây chân con chim đại bàng ưng. Đây này, đây cái dây con đại bàng ưng đây thì chắc là phải đi mua, không phải mua mà là không thể leo được anh ạ. Cái dây này nó to thì cũng là vừa cái chân của nó rồi, nhưng mà cái chân con này nó kiểu nó bị yếu anh em, nên là mình chưa đeo dây chân cho nó được. Chắc là chỉ nuôi thả giống như gà thôi. Nó cứ bị dẹo dẹo thế này, thêm dây chân mà nó mới có khả năng cao, không ổn anh ạ. Một con, nào. À, chịu ăn hết rồi anh ạ. Theo ông anh kia bảo là được mang về được 2 hôm thì chắc là nó không chịu biết ăn rồi. Này, ăn đi. Đừng có chảnh nữa. Tiếc. Con này háo ăn nhất anh em ạ. Chính ra con này để mà luyện săn thì mình nghĩ là phải xem nhé. Nào đây. Nó chỉ cần dạng dạng người ra kiểu như là giống kiểu cái con diều lửa của mình kìa. Coi như là nó qua tập qua tay là như con cún luôn. Này. Háo ăn lắm con này. Được thấy chưa? Bảo sao nhiều anh em hay chọn ấn mái để mà săn mà không dùng ấn trống, vì ấn mái nó có khả năng, nó có khả năng gọi là cái bản năng nó săn nó tốt hơn anh ạ. Ô con này còn rắn nó ăn anh ạ. Thế như kiểu hôm nọ mình cho nó ăn cá nó không chịu ăn đâu. Cái con này bằng ưng này nè, không phải sửa trường của nó nhưng mà rắn như này, rắn nó cũng có vẩy có kiếc như kiểu cá nhưng mà nó vẫn ăn anh thôi. Đấy. Ăn đây. Em rắn bổ xương. Có hôm thì mình bỏ nó vào trong chuồng, có hôm thì mình bỏ nó, có nghĩa là chả cần bỏ nó, kệ nó cho nó chạy khắp sân luôn anh em ạ. Thấy con gà con giếc vào gần nó vồ nhưng mà nó còn vồ xịt. Nào đứng lên coi. Đứng lên, đứng lên. Đứng lên. Đấy. Thế xem nào. Chân check hình chữ V luôn. Bây giờ chắc là mình sẽ thay cái tấm lưới trên này cho cái màn này vào anh ạ. Cái khay dế này của mình bây giờ là nó lớn rồi, nó từ này, từ đáy cái khay này một phát nó nhảy bật lên trên này để mà bám được anh ơi. Thế nào nó bò ra hết. Đâu rồi, vào đây. Anh nhìn chưa? Đây, nó bò ra ngoài này. Ấy. Chưa hết đâu, này. Ở trong cái khay này nhiều này. Đấy. Qua mấy cái chỗ kia nói chung là nó nhảy ra ngoài nó còn bị con gà ăn hết anh em ạ. Chứ còn cái hôm nào mà con gà nó không về đây là coi như thành nhìn nó thế này đen xì luôn anh em ơi. Tiếp thật. Cái này bây giờ mình sẽ thay đi, cho cái tấm này ra xong rồi mình sẽ cho cái màn này vào anh ạ. Cái màn này thì mình cho vào thế này thì nó sẽ không ra được nhé. Ok. Thank you.
cái này chắc tí nữa phải cho lép vào, mình chẻ cái chén xong rồi cho lép vào nhờ. À băng dính, băng dính đây, băng dính cuốn phát xong thì cho cái lép vào thì nó ok. Băng không có một lỗ hở luôn. Bây giờ băng rồi quên mất chả biết cửa làm thế nào anh ạ. Kéo khi tí nữa mình dùng cái kéo mình rạch ra, xong rồi khi mà bỏ thức ăn chỉ việc ấy thôi. Băng thế này mà nó còn ra được nữa thì không biết nói thế nào nữa anh ạ. Làm cái lỗ này. Và đây chính là túi sâu quy. Về đấy lúc mà lên chợ là mình có mua 50.000 tiền sâu quy nhé. Được khá là nhiều luôn. Sâu quy này. Mua ở trên đấy rẻ hơn. Còn mua ở khu mình là muối lạng là nó rơi vào tầm 25.000. Còn ở trên đấy muối lạng nó chỉ được tầm 15.000 thôi anh em ơi. 50.000 được cực kỳ nhiều luôn. Đây là toàn bộ mấy con chim cảnh mình hay mang ra treo ở hiên nhà này. Khuyên, oanh cổ đỏ, sầu đen, miết vàng, chuối lửa, chuối than. Còn mấy loại nữa là mình thả ba vi. Thả ba vi cho nó rộng rãi. Còn mấy con này thì mình tách ra chủ yếu là phòng khi mình mang làm mối anh em. Cho ba vi nó bắt khói nên là mấy con này là mình không cho ba vi.
khét luôn. Mặc dù quy ra ra xóa vì khiếu. Khiếu, khiếu của các loại khiếu luôn. Thế rau quy là sáng mắt lên ngay. Còn ít nữa là cho con khiếu sinh sản. Cọc khiếu sinh sản này của mình là mình nghĩ là chắc chỉ để năm sau thôi anh ạ. Năm sau thì đầu tư sâu trước cho nó ăn nhiều nhiều vào thì sẽ ok hơn. Còn năm nay thì để cho nó ghép cặp cũng là thật sự làm quen với cái môi trường trước. Con trống thì nó cũng hơi no nên là nó cũng chưa biết làm mái mấy anh ạ. Này, ra đây. Đây, con non này kìa. Đi đây đây. Đấy. Ui rồi. Giật mình. Chưa bao giờ thấy cái loại sâu này bao giờ. Từ bé đến giờ chạy luôn anh ạ. Mấy con trên bách thanh này cũng thấy sâu quy ra là đấy này. Còn đây, hai anh niên hôm qua mang ra đây. Cám kết ăn tốt rồi nhưng mà vẫn thấy người vào là nó vẫn cứ kêu anh ạ. Dòng chim này nó khắc thế mà. Rồi, thôi thì chắc là video mình cũng phép dừng lại đây nhé. Nếu các bạn thấy video này hay thì cho xin một like vào cái kênh. Cảm ơn các bạn nhiều. Hẹn gặp lại người video theo. Bye bye.